cho anh vừa về tiếp tục mẫu Spark siêu nhân anh em. Đây option đồ chơi của em nó đây. Đèn đi đôi, đèn halogen nha. Dung tích động cơ làm việc 1.2, mẫu nó chạy y chang Kia Morning, không khác cái gì. Đâu đó rơi lên quanh cho anh em làm tầm 5 đến 6 lít xăng thôi. Chủ nhà kết hợp lại lên mâm thể thao anh em. Mâm cây đa chấu chủ nhà vừa lên đẹp không? Xe khá là ok, 26 đời keo. Được cái xe liền lẹt, không có đâm va và lỗi lầm ở trên chiếc xe nha anh em. Đó, anh em đi mẫu này chạy thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu nè. Trang bị cho em nó là hai túi khí luôn. Được cho anh em. Lưới sơn đẹp lắm. Đèn đuốc là halogen nguyên si hết. Biểu tượng của Chevrolet. Mẫu này đồ đẹp, anh em thay thế dễ thay dễ sửa. Nó thông dụng cho bà con cô bác. 49E58346 hệ thống cảm biến dê phía sau chủ nhà lên nè. Bản này sẽ có gạt mưa luôn nha anh em nha. Nó tích hợp đầy đủ tính năng rồi anh em. Máy xăng xài toàn bộ hệ thống bếp full. Nó dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ đó anh em. Được cái đời cao. Đời này thì nói luôn anh em mua về anh em cũng có thể đăng ký anh em chạy dịch vụ được. Tại vì nó tính theo năm đời. Từ 2015 anh em có thể đăng ký với hợp tác xã anh em chạy được nha anh em. Đây là nội thất ở trong nè. Chủ nhà đã bọc toàn bộ hệ thống ghế da rồi anh em. Táp bi táp lô là bốn kính bấm hết toàn bộ nha. Sạch sẽ liền lẹt. Hệ thống keo chỉ em này là rin hết toàn bộ nha anh em. Xe không cứng lỗ nha anh em. Đây táp bi nè. Bốn cánh chính điện, hệ thống lốc cửa khóa cho em phía trong. Keo nè, keo nguyên si hết. Chủ nhà người ta cũng có bảo dưỡng gara đây. Quốc Thái ô tô nè. Là có bảo dưỡng gara đàng hoàng nha. Vô lăng đẹp nè. Vô lăng của đời 2016 nè anh em. Anh em thấy sạch sẽ không? Nè, biểu tượng của Chevrolet nè. Số sàn nha anh em. Trang bị màn hình MP3, hai túi khí bên phụ bên tài nè. Đó, đồng hồ điện tử hết toàn bộ nha anh em. Anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần khoang động cơ máy nè. Nó sạch sẽ thôi. Giá em này là 155 nha anh em. Anh em mua chừng anh sẽ có bớt cho anh em nha. 155 bớt 5 cho anh em, 150 hồ sơ bao rút cho anh em. Hỗ trợ góp cho anh em từ 20 đến 30 triệu trên chiếc xe này. Đó, anh chị thích mẫu nào quan tâm xe này thì hãy alo cho Trần Anh Ô Tô. Đăng kiểm tháng 6 2025. Phương châm của Trần Anh bán hàng uy, lấy cái uy tín đặt lên hàng đầu. Cái thứ hai, xe có sao là nói vậy, không có lừa khách. Tả xe chuẩn, xe kỹ cho bà con. Máy làm thì nói mới làm, máy rin thì nói mới rin, sơn lại thì nói sơn lại. Chứ không có kiểu mà sơn lại nói sơn rin, rồi máy làm rồi kêu là máy zin. Không có máy zin nha. Làm việc với Trần Anh đâu đó rõ ràng. Vì sao? Mình có thể mình gạt bà con một lần nhưng mà không gạt được cả đời. Cho nên là thà đừng gạt, cứ nói thẳng chất xe. Mà tính của Trần Anh thì anh chị biết từ xưa đến giờ rồi, chưa bao giờ mà tả xe sai hay là bất cứ một khoản gì. Cho nên mình bán hàng mà được bà con cô bác chọn Trần Anh làm niềm tin, mua xe Trần Anh nhiều là ở chỗ đó đó. Nó dám nói thẳng nói thật cái chất xe mình bán ra, mình không có ngại nha anh em. Đây anh em, nắp capo là nguyên bản nè. Hệ thống keo chỉ nắp capo là rin hết toàn bộ nha anh em. Được chưa anh em, sạch sẽ. Đây Spark nè. Hai bên là keo quấn nguyên si nha, không có đâm va lỗi lầm nha. Bên đây cũng vậy nè. Nó quay kỹ cho anh em coi rồi phần keo nè. Boe của nó đây. 1, 2, 3, 4, 4 máy, 1.2. Máy móc chạy qua thời gian 5 tháng, chủ nhà có làm máy rồi, báo luôn nha anh em. Làm máy nè, thay mặt kem luôn nè. Xe nè, nhớt mới, sạch sẽ cho bà con. Em này xài hệ thống dầu trợ lực nè, nước giải nhiệt nè. 1, 2, 3, 4, 4 máy, đây là ổ ga nè. Ổ ga của em nó là ổ ga nguyên bản hết. Em này xài ổ ga cơ anh em nha. Đây là ga cơ nè, có cái cọng nè. Đó, ga cơ nha. Máy sạch sẽ không? Mặt sơ mi của máy rất là sạch sẽ nè. Mặc dù máy người ta cũng đã có làm máy rồi nhưng mà rất là ok. Anh em nghe chừng anh đâu ạ. Anh em mua mấy cái xe á mà máy đã làm rồi á thì anh em đi anh em yên tâm. Và cái thứ hai chừng anh sẽ bảo hành máy cho anh em nó xa hơn những cái máy rin. Được chưa anh em? Đó là vậy. Thì máy làm rồi á, chủ nhà về đi người ta làm, người ta bỏ số tiền ra, người ta làm để người ta đi gia đình. Nó ngon, đến lúc anh em mua về anh em đi rồi anh em chỉ việc sử dụng mà anh em không phải bỏ số tiền nó ra nữa. Em này xài toàn bộ hệ thống cam trong. Đây là hệ thống cam trong nguyên si của em nó nha. Xương đầu đẹp nè. Còn mẫu nó chạy qua thời gian tắm qua nước sơn nè. Báo báo luôn. Anh chị thấy đời 2016 mà người ta còn tắm qua nước sơn. Chứ đừng nói là 2003, 2004 mà đòi được nó rin. Không có rin đâu. Được chưa? Máy êm lắm. Máy móc có làm rồi nha anh em. Đó là báo luôn nha. Tả xe chuẩn cho anh em, đến lúc anh em xuống anh em muốn test gara anh em cứ vô gara anh em test. Quan trọng ở cho anh tải là không cứng lỗ cho anh em nè. Rồi máy móc làm nè, anh em cứ vô gara anh em test có đúng lời cho anh nói không? Còn cái máy rin là nói luôn. Và khi
Trần Anh giao xe cho anh em. Nếu anh em không tin Trần anh em có thể đưa vào trong gara anh em kiểm tra thoải mái. Số tiền đó, chỉ nằm trăm mấy thôi. Được chưa? Không có phải vì trăm mấy mình đánh đổi cái thương hiệu mình được. Mình là người làm ăn lâu dài, chứ không phải một sớm một chiều. Được chưa bà con? Keo chỉ em trong là nguyên si hết nè. Ở bầu ơi mà thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác hẹn nhưng keo chỉ em ấy vẫn rin như thuở nào. Không có đâm va và lỗi lầm trên chiếc xe. Sạch sẽ. Đó vậy thôi. Còn sơn si thì tắm qua nước sơn. Báo luôn. Đồ chơi thì cũng lên được ít. Như là lên mâm nè. Đó vậy thôi bà con. Bốn ở vỏ đâu đó còn được ở tầm 70% nha anh em. Gầm nè anh em. Gầm 26 rồi. Gầm 26 khá đẹp, bô mới tinh rồi. Đó, không có tí mục mọt ở dưới phần gầm nha bà con. Dòng này nó nhỏ gọn. Thì nó 5 chỗ mà, 5 chỗ mẫu hatchback thì nó chỉ có được tầm như đó thôi. Chứ bây giờ đòi hỏi nó phải rộng rãi thì mình anh em sẽ có lựa chọn xe khác. Đó, dành cho gia đình nào ít người, 5 người nhỏ gọn, anh em đi mẫu này tiết kiệm số sàn. Và em này xài toàn bộ hệ thống máy cơ. Máy cơ thì anh em yên tâm nó ít lỗi hơn là số tự động. Vì số tự động nó xài toàn bộ hệ thống hộp cảm biến số. Khi đủ vòng tốc nó lập tức sang số, và khi không đủ vòng tốc thì nó sẽ trả số về. Đó là nguyên tắc cấu hình của số tự động nha anh em nha. Đó, sạch sẽ nè, ốc chốt. Ốc chốt còn 7 màu luôn nè anh em à. Anh em thấy chưa? Gia đình nha, không dịch vụ nha. Đó mình báo luôn. Rồi, anh chị nào quan tâm Spark 2016 155 triệu bớt 5 thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Còn 150 triệu hồ sơ bao rút hỗ trợ góp luôn nha bà con. Em see you and goodbye ạ.